Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, vừa qua, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận thông tin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công lãnh thổ Nga, nhấn mạnh đây là một phần trong quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả xứng đáng cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga. Còn các chuyên gia nhận định Nga đã lộ điểm yếu quân sự sau khi Ukraine mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố, cách tiếp cận của nước này cho phép Ukraine thực hiện các cuộc phản công để tự vệ trước Nga ở các vùng biên giới. Tuyên bố trên do người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga có vi phạm chính sách nào của Washington hay không. Quan chức này nói rõ, chính sách của Mỹ cho phép Ukraine tiến hành phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới, bao gồm cả Kursk và Sumy, và họ đang tự vệ ở đó. Với tuyên bố này, Kiev sẽ được phép sử dụng mọi loại vũ khí do Washington cung cấp, bao gồm tên lửa Atak-MS và GLSDB để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga tại khu vực biên giới, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Moscow từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Washington cho phép Kiev sử dụng các vũ khí được cung cấp để tấn công Nga sẽ khiến Mỹ trở thành bên tham gia trực tiếp trong xung đột và sẽ phải trả giá. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về phản ứng trước hành động xâm nhập của Ukraine vào Kursk chắc chắn rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu hình phạt nặng nề cho các sự kiện ở khu vực này. Tuy nhiên, thực tế rằng cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào vùng Kursk cho thấy Nga thực sự không muốn căng thẳng gia tăng, trái ngược với quan điểm thông thường. Theo chuyên gia Elias Petrov, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ ở Washington nhận định, đăng trên tạp chí Mỹ National Interest rằng Ukraine đã đưa cuộc chiến với Điện Kremlin lên đất Nga. Ngoài cuộc tấn công chiến lược táo bạo của Ukraine thì phản ứng của Moscow đối với sáng kiến này đã minh chứng rõ ràng rằng nỗi sợ dai dẳng của phương Tây với Nga là thái quá. Điều này cũng phơi bày sự hạn chế trong các mối đe dọa gia tăng chiến lược của Moscow để đáp trả những thất bại trên chiến trường. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, ông Kasten Brewer cảnh báo quân đội Nga đang hướng về phía phương Tây. Đường Breuer dự đoán trong vòng 5 đến 8 năm, lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị thiết bị và nhân lực để tấn công lãnh thổ NATO Tướng Brewer cho biết, dự đoán này được đưa ra dựa trên phân tích của ông, cũng như thông tin từ các cơ quan tình báo, lực lượng vũ trang đồng minh và tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tướng Đức nói thêm, Nga có thể thực hiện vụ tấn công khi nước này đã xây dựng lại lực lượng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Ukraine. Nhưng nhìn lại cuộc tấn công vào Kursk của Ukraine vừa qua, cho thấy Điện Kremlin đã huy động để đáp trả, tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và tái triển khai quân đội, xe tăng và pháo binh từ mặt trận Ukraine để đánh bại lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, điều mà Nga chưa chắc đã làm là trả đũa Ukraine hoặc các đối tác của nước này bằng bất kỳ biện pháp gia tăng chế sự đáng kể nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin không đẩy mạnh xung đột theo cách thông thường. Ông cũng không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nước láng giềng phía Tây của Nga, như các quan chức Nga đã đe dọa trong quá khứ. Ngay cả khi quân đội Ukraine hiện đã cố thủ trong lãnh thổ Nga, Điện Kremlin vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào có thể đe dọa gia tăng xung đột hơn nữa. Một phần lý do khiến Nga kiềm chế chắc chắn là thực tế. Nói một cách đơn giản, Moscow đã sử dụng hầu hết mọi nguồn lực quân sự trong tầm tay để cố gắng khuất phục Ukraine. Do đó, Nga khó có thể thực hiện những động thái khiêu khích đến mức có thể thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của NATO. Thật vậy, có vẻ như Nga không thể làm được nhiều điều để đảo ngược tình thế với Kiev mà không khiến liên minh này tham gia vào cuộc xung đột. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Avti Alaudinov, Cục phó Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã khẳng định quân đội nước này vừa loại bỏ một xe tăng Abrams và nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine khác trên mặt trận Kursk. Ông Alaudinov tuyên bố trên Telegram rằng chúng tôi đã đánh trúng hàng chục trang thiết bị các thể loại, bao gồm cả xe bán tải và một xe tăng Abrams. Bên cạnh đó, nhiều khẩu pháo cũng bị phá hủy. Ngoài ra, chỉ huy lực lượng Akhmat cũng khẳng định binh sĩ Ukraine tại Kursk đang tìm cách triển khai lại lực lượng. Tuy nhiên, ông Alaudinov không nêu chính xác địa điểm xảy ra vụ tấn công hay bình luận sâu về cách Kiev tái cơ cấu lực lượng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng đã công bố một video cho thấy nhiều xe quân sự của Ukraine đã bị phá hủy bởi một đơn vị lính thủy đánh bộ Liên bang Nga sau một trận giao tranh. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine đã mất nhiều đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm xe bọc thép chở quân Stryker và Cossack, một xe bọc thép Humvee một xe bọc thép Russell Senator do Canada sản xuất và một xe chống mìn Koga. Cùng với việc đăng tải đoạn phim của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, hãng tin Reuters của Anh nói rằng họ đã có thể xác định được các xe quân sự của Ukraine bị phá hủy trong video. Theo đánh giá, lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, nước Nga đang chịu nhiều tổn thất nặng về lực lượng tăng thiết giáp, mặc dù không thể xác thực được các số liệu chính xác. Tuy nhiên, nếu dựa trên số liệu của Oryx, thì tốc độ tổn thất xe bọc thép của Ukraine ở vùng Kursk đang tăng cao gần gấp đôi bình thường, dọc theo một mặt trận dài 80 km. Việc mất quá nhiều thiết bị có giá trị như vậy có thể là xứng đáng trong điều kiện chiến dịch này giành được những lợi ích chiến lược giúp bù đắp lại các tổn thất trên. Theo nhận định của nhà phân tích Jack Watling thuộc Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Rusi, Ukraine muốn dùng tỉnh Kursk làm con bài mặc cả với Nga. Nếu đạt được mục đích này, tổn thất vài chục xe bọc thép có thể là xứng đáng. Trước đó, Ukraine đã công bố một số thành công trên tiền tuyến kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga ở Kursk. Đây là lần đầu tiên Kiev thừa nhận việc sử dụng tên lửa HIMARS trong chiến dịch xuyên biên giới của mình. Tuy nhiên, phía Washington chưa bình luận về tuyên bố này nhưng khẳng định các chính sách của Mỹ không thay đổi và Ukraine chỉ đang tự vệ. Tờ Newsweek dẫn nguồn blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công xung quanh khu định cư Zabrama thuộc tỉnh Bryansk của Nga ngay bên kia biên giới với tỉnh Chernihiv phía bắc Ukraine. Blogger này viết, lính biên phòng Nga và các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Chechnya đã đụng độ với ít nhất 20 binh sĩ và tuyên bố rằng lực lượng Ukraine sau đó đã rút lui. Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomas cho biết một nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine đã cố gắng đột nhập vào quận Klimovsky của tỉnh Bryansk, nhưng hành động đó đã bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB và quân đội nước này ngăn chặn. Theo Newsweek đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng đối với cuộc đột kích vốn đã mang lại nguồn cổ vũ tinh thần cho Ukraine sau nhiều tháng Nga tiến công mạnh mẽ vào khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên rằng Nga thực sự đã phải vật lộn để phản ứng và bạn vẫn tiếp tục thấy một số bước tiến của Ukraine. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga dưới sự yểm trợ của không quân, lục quân và các đội pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở các khu định cư Komarovka, Malaya Loknia, Korenevo, Martynovka, Ongovka và Ruskoy Poryknoi đều thuộc tỉnh Kursk của Nga. Ukraine tổn thất nhiều binh sĩ và nhiều xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để xác định vị trí và tiêu diệt các nhóm phá hoại và trinh sát nhỏ của Ukraine đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo Newsweek, mặc dù các cuộc đụng độ tập trung chủ yếu ở tỉnh Kursk, nhưng các tỉnh biên giới lân cận của Nga đã cảm nhận được ảnh hưởng từ chiến dịch đột kích xuyên biên giới của Ukraine trong khu vực. Tại tỉnh Donetsk, quân đội Nga đang tăng cường lực lượng xung quanh thành phố Pokrovsk. Tạp chí The Economist viết rằng Pokrovsk đang chuẩn bị cho một giai đoạn giao tranh mới và tồi tệ. Nga coi việc kiểm soát thành phố này là mục tiêu chiến lược vì thành phố này mở ra bàn đạp cho một cuộc tấn công vào Dnipro và Zaporizhia. Bài báo nêu rằng cảnh sát và chính quyền địa phương đã rời khỏi thành phố và hai siêu thị đã đóng cửa. Người dân địa phương đang xếp hàng trước các ngân hàng và văn phòng hưu trí trong khi một số người nghe theo lời kêu gọi của các quan chức rời khỏi thành phố. Việc Ukraine rút quân khỏi Adipka vào tháng 2 và việc luân chuyển quân vụng về ở Ocheretino gần đó vào tháng 5 đã tạo tiền đề cho cuộc tấn công vào Pokrovsk, Nga hiện cách thị trấn này 10 km. Các chỉ huy Ukraine đưa ra những lý do khác nhau cho sự tiến công của Nga. Một số người nói rằng không có đủ đạn pháo, trong khi đối phương bắn nhiều hơn gấp 10 lần. Những người khác chỉ ra chiến thuật của Nga các cuộc tấn công bộ binh nhỏ, bom lượn, các loại chiến tranh điện tử mới, nhưng sự kiệt sức và vấn đề về nhân lực dường như là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ. The Economist cũng đưa tin rằng khi Ukraine phát động một cuộc tấn công ở Kursk, người ta kỳ vọng rằng Nga sẽ rút quân khỏi mặt trận Pokrovsk, nhưng điều này đã không xảy ra. Tuy nhiên, Nga chỉ tăng cường lực lượng của mình gần thành phố. Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực khốc liệt nhất của tiền tuyến. Phần lớn các cuộc đụng độ chiến đấu đã được ghi nhận ở đó trong tháng qua. NATO được cho là đang lên kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp có quy mô từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ sẽ đóng quân tại thị trấn Mikkeli ở phía đông nam Phần Lan nhằm đối phó với Nga. Đây là thông tin được nhật báo Italihi tiết lộ sau khi dẫn lời các nguồn tin trong liên minh quân sự NATO và chính phủ ở Helsinki. Thị trấn Mikkeli có dân số 51.000 người và chỉ cách biên giới Nga 140 km. Các nguồn tin chia sẻ với Italy rằng lữ đoàn sẽ bao gồm binh sĩ NATO đến từ các nước láng giềng Thụy Điển và Na Uy. Tờ báo cho biết thêm, chính phủ Phần Lan quyết định cần phải triển khai binh sĩ NATO để tăng cường khả năng gian đe phòng ngừa chống lại Nga. Italy cũng cho hay quyết định thành lập trụ sở quân sự của NATO tại thị trấn Mikeli đã được đưa ra và sẽ chính thức được công bố trong những tuần tới. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về việc Phần Lan đang thành lập một lữ đoàn thiết giáp và sẽ triển khai gần biên giới nước này. Moscow cho biết họ đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động quân sự gần đây của Phần Lan sau khi nước này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Kể từ khi chính thức có tư cách thành viên NATO vào năm 2023, Phần Lan đã tăng cường chuẩn bị cho tình huống phát sinh giao tranh, đặc biệt là ở hướng đông, nơi giáp với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, khu vực nói trên có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với họ và việc gia tăng hiện diện quân sự ở đây cho thấy sự chuẩn bị cho một vài kịch bản chiến sự gia tăng có thể xảy ra. Việc Phần Lan thành lập lữ đoàn thiết giáp gồm vài nghìn binh sĩ và một lượng đáng kể trang thiết bị hạng nặng được phía Nga coi là mối đe dọa đối với ổn định khu vực. Moscow đã bày tỏ quan ngại qua kênh ngoại giao, nhấn mạnh rằng những bước đi như vậy của Phần Lan chắc chắn sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực và kích động những biện pháp trả đũa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova trong cuộc họp báo gần đây nhấn mạnh rằng Moscow đang theo dõi sát sao đối với tình hình gia tăng hoạt động quân sự của Phần Lan sau khi gia nhập NATO. Theo bà Zakharova, chính sách của Helsinki ngày nay đang được xây dựng theo đường lối của tập thể phương Tây nhằm hướng đến việc tạo ra thất bại chiến lược của Moscow. Tránh văn phòng thủ tướng Hungary, ông György Gulyás vừa qua đã bày tỏ phản đối việc tòa án công lý châu Âu ECJ yêu cầu nước này nộp phạt vì không tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu, EU liên quan vấn đề người tị nạn. Quan chức này cũng cảnh báo Hungary sẽ đưa người di cư đến Bruxelles nếu EU tiếp tục yêu cầu nước này tiếp nhận thêm những người xin tị nạn. Tháng 6 vừa qua, ECG đã ra phán quyết Hungary phải nộp phạt 200 triệu euro, tức khoảng 216 triệu đô la Mỹ, cùng mức phạt 1 triệu euro một ngày, tức khoảng 1,08 triệu đô la Mỹ một ngày, cho đến khi nước này đưa ra quyết định chính sách phù hợp với luật của EU. Theo ECG, khoản phạt trên là do Budapest cố tình trốn tránh việc tuân thủ luật của EU, bất chấp phán quyết của tòa năm 2020, yêu cầu quốc gia thành viên này phải duy trì các thủ tục quốc tế đối với người xin tị nạn. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, ông cảnh báo Hungary sẵn sàng cung cấp vé một chiều tới Bruxelles cho người di cư nếu EU khiến cho việc ngăn chặn được tình trạng di cư ở bên ngoài biên giới không thể thực hiện được. Tránh văn phòng Thủ tướng Hungary cũng nhắc lại lập trường của Budapest kiên quyết phản đối hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn, trong đó có việc áp hạn ngạch tiếp nhận người di cư đối với các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh Budapest vẫn cam kết duy trì chủ quyền và kiểm soát các chính sách của nước này, trong đó có lĩnh vực di cư. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng phán quyết trên của ECJ là thái quá và không thể chấp nhận được. Trước đó, ông cũng chỉ trích EU cưỡng ép Hungary và Ba Lan thông qua việc áp đặt Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn đối với hai nước này. Thủ tướng Hungary tuyên bố Budapest không có ý định đàm phán bất cứ điều gì với EU về vấn đề di cư trong những năm tới. Thay vào đó, nước này sẽ tập trung vào việc bảo vệ biên giới, ngăn chặn làn sóng người di cư. Hungary áp dụng chính sách cứng rắn kiểm soát người di cư vào nước này kể từ khi diễn ra làn sóng người di cư ồ ạt đến châu Âu năm 2015. Theo đó, nước này dựng hàng rào biên giới và tìm cách chặn người di cư. Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, chính phủ Hungary đã thông qua luật quy định những người di cư tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế phải đến Belgrade, Serbia hoặc Kiev, Ukraine xin giấy phép du lịch tại các đại sứ quán ở đó để vào Hungary. EU đã phản đối quy định trên, đề nghị ECJ phạt Hungary vì không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của khối, yêu cầu tất cả các nước thành viên áp dụng thủ tục chung về cấp quyền tị nạn. Trong một tuyên bố gần đây, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến và các thiết bị liên quan cho một số đối tác châu Âu. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán tên lửa và thiết bị cho Rumani và Na Uy với trị giá mỗi thương vụ ước tính lần lượt là 592 triệu đô la Mỹ và 405 triệu đô la Mỹ. Nhà thầu chính của thương vụ này là RTX Corp, có trụ sở tại Tucson, Arizona. Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc bán thiết bị và hỗ trợ theo đề xuất của các nước sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Cách đây ít hôm, Bộ Quốc phòng Rumani cho biết nước này dự kiến sẽ ký một thỏa thuận liên chính phủ với Mỹ để mua các máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới nhất với tổng giá trị lên đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Rumani, Tinva, thỏa thuận bao gồm cả các dịch vụ hậu cần, huấn luyện, mô phỏng bay và đạn dược kèm theo máy bay. Những chiếc máy bay F-35 thế hệ mới nhất đầu tiên sẽ được bàn giao sau năm 2030. Ông Tin Va cho biết thêm, việc mua máy bay chiến đấu F-35 là một phần trong chiến lược phòng thủ dài hạn của Rumani. Hội đồng Quốc phòng tối cao Rumani CSAT đã phê duyệt việc mua máy bay F-35 vào tháng 4 năm 2023, và vào tháng 9 năm 2023, Romania cũng đã gửi thư yêu cầu tới Mỹ để khởi động quá trình mua sắm các máy bay thế hệ mới nhất này. Trước đó, Romania đã tăng cường năng lực không quân bằng cách mua 32 máy bay F16 đã qua sử dụng của Na Uy để tăng cường cho 17 chiếc khác đã đặt mua từ Bồ Đào Nha hồi năm 2016. Thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ này là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Romania. Giới chuyên gia cho rằng việc mua sắm các loại máy bay hiện đại này cho phép Rumani duy trì thế trận phòng thủ vững chắc trong một khu vực đang có nhiều bất ổn, nhất là khi Rumani có trung đường biên giới dài 650 km với Ukraine. Còn hồi đầu năm, Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận cho phép Washington và các lực lượng đồng minh khác sử dụng thêm 8 cơ sở trên lãnh thổ của quốc gia Bắc Âu ngoài 4 địa điểm đã thống nhất trước đó cho mục đích quân sự thỏa thuận do Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy và Đại sứ Mỹ tại Na Uy ký. Đây là văn kiện sửa đổi thỏa thuận hợp tác quốc phòng bổ sung SDCA được phê chuẩn vào hồi tháng 6 năm 2022. Những cơ sở mới được nhất trí bao gồm một số địa điểm bảo trì máy bay và sân bay, đơn vị đồn trú, trạm nhiên liệu và căn cứ hải quân. Tháng 10 năm 2024, một thuyền trưởng của Hải quân Australia sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy lực lượng hàng hải hỗn hợp quốc tế để bảo vệ các tuyến đường vận tải ở Biển Đỏ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles cho biết, việc nắm giữ vai trò lãnh đạo lực lượng đa quốc gia tại Biển Đỏ thể hiện nỗ lực liên tục của Australia trong việc ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quan trọng trên thế giới. Việc làm này cũng tiếp tục thể hiện đóng góp của Australia trong hợp tác hàng hải đa quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cam kết của nước này trong việc duy trì các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Mặc dù đảm nhận vai trò lãnh đạo lực lượng đa quốc gia tại Biển Đỏ, song Australia không cử thêm nhân sự mà vẫn giữ quân số 16 người và cũng không cử tàu chiến đến tham gia sứ mệnh này. Trước đó vào đầu tháng 1, theo thông cáo báo chí của văn phòng chính phủ Australia, Australia cùng với Mỹ, Anh, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Singapore đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công bất hợp pháp không thể chấp nhận được và gây bất ổn sâu sắc cho cộng đồng quốc tế do lực lượng Houthi gây ra trên biển đỏ thời gian vừa qua. Theo đó, tuyên bố chung nêu rõ, nhiều cuộc tấn công bắt nguồn từ các vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cả cuộc tấn công ngày 3 tháng 12 năm 2023 nhằm vào ba tàu thương mại ở phía nam biển đỏ, đe dọa nghiêm trọng tới thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Những cuộc tấn công này đã tạo thành một vấn đề quốc tế nghiêm trọng, đòi hỏi phải có hành động tập thể. Gần 15% thương mại đường biển toàn cầu đi qua biển đỏ, bao gồm 8% thương mại ngũ cốc toàn cầu, 12% thương mại dầu mỏ và 8% thương mại khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Do e ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, các công ty vận tải biển quốc tế đã phải định tuyến lại các tuyến vận tải vòng qua mũi hảo vọng, làm tăng thêm chi phí và thời gian đáng kể trong việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, nhiên liệu và ngăn cản hoạt động hỗ trợ nhân đạo quan trọng trên toàn thế giới. Australia cùng với 12 quốc gia đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, thả tất cả các tàu bị giam giữ bất hợp pháp, cảnh báo lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng khi gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực. Cuối tháng 12 năm 2023, mặc dù không đáp ứng đề nghị của Mỹ về việc cử tàu chiến tới Biển Đỏ để tham gia chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng, Australia cũng đã cử 6 binh sĩ tham gia hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm quốc tế bảo vệ hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu. Đến tháng 2 năm 2024, Australia tiếp tục cử thêm binh sĩ tới đây để nâng tổng số sĩ quan của Australia tham gia lực lượng này lên 16 người. Bộ chỉ huy chiến dịch Aspid của Liên minh châu Âu EU mới đây cho biết đã triển khai một hộ vệ hạm Pháp tiếp cận tàu dầu Sonian trên biển đỏ sau khi phương tiện này bị tập kích và chết máy, trôi giặt trên biển. Khi tới nơi, hộ vệ hạm Pháp phát hiện một xuồng không người lái chuẩn bị gây ra mối nguy hiểm cho tàu và thủy thủ đoàn nên đã khai hỏa để đánh chặn và bắn nổ. Chiến hạm Pháp sau đó giải cứu toàn bộ thủy thủ tàu Sonian và đưa họ tới Djibouti. Bộ chỉ huy lực lượng Pháp tại khu vực công bố ảnh hộ vệ hạm nước này nã đạn vào xuồng cảm tử trở đầy thuốc nổ, song không cáo buộc bên nào chịu trách nhiệm trong vụ tấn công. Chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi tàu Sonian bị tập kích. Theo đó, trong hành trình chở dầu thô từ cảng Basra, phía nam Iraq đến một địa điểm không được tiết lộ, tàu Sonian bị tấn công cách cảng Hodeida của Yemen khoảng 77 hải lý về phía tây. Cảng Hodeida là một cảng do nhóm Houthi kiểm soát. Tàu Sonian là tàu có cỡ Suemax, loại tàu chở dầu có kích thước trung bình. Tàu Sonian khả năng chở khoảng 1 triệu thùng dầu và là loại tàu lớn nhất có khả năng hoạt động trên kênh đào Suez khi chất đầy hàng. Theo báo cáo của Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO, đội an ninh trên tàu Sonian ban đầu đã có một cuộc đấu súng với nhiều người đàn ông có vũ trang trên hai chiếc tàu nhỏ vào khoảng thời gian trước. Sau đó, tàu Sonian bị bắn trúng hai quả đạn pháo và hứng chịu thêm một cuộc tấn công nữa. Tàu Sonian là con tàu thứ ba do Delta Tanker vận hành bị nhóm Houthi nhắm đến. Vào đầu tháng 8, nhóm này đã tấn công tàu Delta Atlantica mang tờ Liberi cùng tàu Delta Blue trong một cuộc tấn công khác. Kênh truyền hình al Masira TV của Houthi dẫn tuyên bố từ người phát ngôn quân sự Yahya Sare khẳng định chúng tôi, tức là Houthi, đã tiến hành hai hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong đó hoạt động đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu MV Sonian và hoạt động còn lại nhằm vào tàu SW Nokwin 1 do các công ty điều hành hai con tàu này giao dịch với Israel. Mục đích của Houthi khi thực hiện hai vụ tấn công là để ủng hộ người Palestine ở Gaza và đáp trả hành động gây hấn của Mỹ Anh đối với đất nước chúng tôi. Theo cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO, MV Sonian là tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp, còn SW Knockwind 1 là tàu thương mại treo cờ Panama. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng, hầu thi tuyên bố nhắm mục tiêu vào tàu thuyền có liên quan đến Israel kể từ tháng 11 năm 2023 để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza tuyên bố sẽ gia tăng những cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng các hoạt động quân sự ở giải đất này. Thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen, Abdul Malik al-Houthi vừa cho biết, nhóm này đã thực hiện 21 hoạt động sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tàu thuyền. Số lượng tàu bị tấn công có liên quan đến Israel và vi phạm lệnh cấm vận đối với nước này lên tới 182. Sau khi xung đột gia tăng ở giải Gaza, ông Abdul Malik Al-Houthi cảnh báo họ sẽ ném bom xuống lãnh thổ Israel và ngăn chặn tàu liên quan đi qua biển đỏ cũng như ở biển Bab el Mandeb. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi tấn công nhiều tàu dân sự ở biển đỏ và vịnh Aden. Thủ lĩnh Abdul Malik Al-Houthi tuyên bố những người ủng hộ ông đều có ý định tấn công tàu thương mại đi qua Ấn Độ Dương và quanh mũi hảo vọng ở miền Nam Châu Phi. Ngay sau đó, Lực lượng Houthi công bố giai đoạn căng thẳng tiếp theo và cảnh báo tấn công những tàu hướng đến cảng của Israel bao gồm biển Địa Trung Hải. Vừa qua, tàu chở dầu Sonian treo cờ Hy Lạp bị vô hiệu hóa trong cuộc tấn công ngoài khơi bờ biển Yemen. Theo hoạt động thương mại hàng hải của Vương quốc Anh, UKMTO, vụ việc xảy ra cách thành phố cảng Hodeida của Yemen 77 hải lý, tương đương 142 km về phía tây. Con tàu bị hai chiếc thuyền chở khoảng 15 người đàn ông có vũ trang tiếp cận một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa họ và thủy thủ đoàn tàu. Sau đó, các thuyền rút lui đến khoảng cách khoảng 2 dặm. Tuy nhiên, tàu chở dầu vẫn bị trúng ba quả đạn pháo không xác định, con tàu về cơ bản bị vô hiệu hóa. Theo Reuters, toàn bộ thủy thủ đoàn của Sonian được giải cứu. Nhóm này bao gồm 23 người Philippines và 2 người Nga. Trong diễn biến khác, Hầu Thi tuyên bố đang xây dựng kế hoạch lớn chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Israel. Phó thư ký thông tin của lãnh đạo Hầu Thi, Nasreddin Ahmed nói, trong thời gian này, chúng ta có xu hướng nói ít và hành động nhiều. Đây là điều tôi muốn thế giới hiểu. Thành viên của Ban Chính trị Houthi Ali al kahum tiết lộ cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel sau vụ sát hại chỉ huy Palestine và Liban sẽ đến từ nhiều hướng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Israel đã chấp nhận điều khoản rút một số đơn vị quân đội khỏi giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel đối với giải Gaza. Thỏa thuận nêu rất rõ ràng về lịch trình và địa điểm rút quân của lực lượng phòng vệ Israel khỏi giải Gaza và quốc gia này đã đồng ý với điều đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng xác nhận ông đã đích thân nhận được sự chấp thuận về điều khoản liên quan đến thỏa thuận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Vòng tham vấn khác về lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và thả con tin được tổ chức tại Doha. Nhiều nhà lãnh đạo Ai Cập Qatar và Mỹ cho hay cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và những bên liên quan nhất trí tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Cairo vào tuần sau. Các nhóm kỹ thuật tiếp tục làm việc về cơ chế thực hiện điều khoản chính của thỏa thuận trong tương lai, bao gồm điều khoản liên quan đến trao đổi con tin bị giam giữ tại giải Gaza để lấy người Palestine bị giam giữ trong nhà tù Israel cũng như tình hình nhân đạo tại vùng đất này. Sau chuyến thăm Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông blinken nói với nhiều nhà báo rằng thủ tướng israel chấp nhận đề xuất giải quyết bất đồng tại cuộc đàm phán và hamas phải làm như vậy ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng tiết lộ thủ tướng israel benjamin netanyahu đã chấp nhận đề xuất bắc cầu do washington đưa ra nhằm giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở gaza đồng thời kêu gọi hamas hành động tương tự nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ cho biết động thái này có lẽ là cơ hội tốt nhất và có thể là cuối cùng cho một thỏa thuận ngoại trưởng blinken nói trong cuộc họp rất mang tính xây dựng với thủ tướng netanyahu hôm nay ông ấy xác nhận với tôi rằng israel chấp nhận đề xuất bắc cầu ông ấy ủng hộ đề xuất này trong khi đó trong cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ antony blinken tại thủ đô cairo tổng thống ai cập abdel fattah el sisi đã khẳng định lệnh ngừng bắn ở gaza phải là khởi đầu cho sự công nhận rộng rãi hơn của quốc tế đối với nhà nước palestine và việc thực hiện giải pháp hai nhà nước vì đây là sự bảo đảm cơ bản cho sự ổn định trong khu vực. Ngược lại, phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, phong trào Hamas cho biết một thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến của Israel ở Gaza, cáo buộc Mỹ chỉ đang câu giờ để Israel tiếp tục tấn công bằng cách đề xuất một thỏa thuận sửa đổi. Theo báo chí Israel, hai quan chức thuộc một trong hai quốc gia Ả Rập đang làm trung gian cho tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và lực lượng Hamas khẳng định rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn mới đang lâm vào bế tắc sau khi mỹ đưa ra đề xuất với nội dung dành sự thiên vị thái quá dành cho israel cụ thể hai quan chức ả rập chỉ rõ đề xuất bắc cầu mà đại diện mỹ đưa ra hồi tuần trước trong các cuộc đàm phán ở doha qatar đã thuận theo quan điểm của thủ tướng israel benjamin netanyahu về duy trì sự hiện diện của quân đội israel tại hai hành lang philadelphia phân cách giữa giải gaza và bán đảo sinai của ai cập và hành lang netzarim chia đôi giải Gaza thành hai nửa Nam và Bắc. Hai quan chức Ả Rập khẳng định đây là điều khoản mà nhóm vũ trang Palestine không thể chấp nhận. Tương tự, một quan chức Ai Cập cũng khẳng định với hãng tin AP của Mỹ rằng lực lượng Hamas sẽ không chấp nhận đề xuất bắc cầu của Mỹ vì một loạt lý do, trong đó có các lý do liên quan đến vấn đề rút hết quân đội Israel ra khỏi giải Gaza và chấm dứt hoàn toàn xung đột. Theo quan chức Ai Cập, trong đề xuất bắc cầu, Mỹ chỉ đưa ra những lời hứa chứ không phải sự đảm bảo về việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn tại Gaza. Bên cạnh đó, đề xuất cũng không làm rõ việc Israel sẽ rút lực lượng ra khỏi hai hành lang Philadelphia và Netzarim ở Gaza. Quan chức Ai Cập cho rằng điều này là không thể chấp nhận được đối với cả phía Ai Cập lẫn lực lượng Hamas. Đánh giá của các quan chức Ả Rập về thế bế tắc của tiến trình đàm phán được đưa ra chỉ một ngày trước khi các cuộc thương lượng tiếp theo được nối lại tại Cairo, Ai Cập. Báo chí khu vực cho biết các cuộc thảo luận tiếp tục có sự tham gia của đại diện Israel và ba nhà trung gian quốc tế là Ai Cập, Qatar và Mỹ. Lực lượng Hamas nhiều khả năng sẽ không tham gia vòng đàm phán này, tương tự như cách phản ứng của nhóm với vòng đàm phán tại Doha, Qatar hồi tuần trước. Liên quan tình hình thực địa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan cũng đã tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy hơn 150 đường hầm dọc theo hành lang Philadelphia trên đường biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập đồng thời đánh bại hoàn toàn lữ đoàn Rafa của Hamas tại khu vực này. Lực lượng Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel.